Rồi chào các bạn nha. Đây mình mới đem mấy con Enja này về nha các bạn. Con này của người khách nè. Mình để ở chỗ để mình khui ra. Con này bự quá. Này cái Enja của Mỹ này nó hợp quá trời bự luôn nè. Đây là phụ tùng của nó nè. Đó, cái này lắc mở hai sao ha. Quay cận cảnh lại ha. Con này 17 triệu. 17 triệu nha các bạn. Cái đuôi này nó đi theo. Đi theo cái đàn luôn nha các bạn. Thì nó sẽ sạc bằng cái cộng dây sạc ha. Nhắc là dắt là dắt tai xi. Đây là những volume tổng với là hiệu ứng của nó, basket eco. Đủ thứ hết. Cây này đó là của đây, nó là EA X4 Pro. Này có cái chữ nè. EA nè, X4 Pro. Cái này là 17 triệu. Khóa vàng luôn nha. Khóa vàng luôn. Cái ti để chỉnh cái cần nha các bạn ha. Sạc cái EV nha. Đó, chìa khóa để khóa cái cây á các bạn, khóa hộp cứng là Catolo. Đây là cục dây sắt. Đó. Đây là cái dây đeo. Cái này á, cục dây này nè để đeo vô cái cây này nè, đeo vô cây cứng này luôn đó. Giác đi luôn. Còn cái cục dây đeo này là dây đeo cho cái cây đàn guitar. Đó, khi mình đứng chơi. Để anh thanh nha các bạn. Dạ. Yeah. Rồi lên dây cái. Mình đang test là thanh mộc nha. Những lúc tôi